Ngày 17 tháng 5 2019, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc tổ chức đại lễ Phật đản Vê Sắc Phật lịch 2563 dương lịch 2019. Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Cần Giuộc đọc thư chúc mừng đại lễ Phật đản Vê Sắc Phật lịch 2563 dương lịch 2019 của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An. Những năm qua, đồng bào Phật tử dưới sự hướng dẫn của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp đã tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, đại diện chính quyền địa phương và chư tôn đức giáo phẩm tăng ni Phật tử đã thả chim bồ câu phóng sinh cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Đồng thời trao 21 suất học bổng, 200 phần quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện.